gỗ chắc là gỗ gì? Chắc có danh pháp khoa học là Danbergia cochinchinensis. Đây là loài thực vật thuộc họ đậu. Loài cây này còn được gọi là cẩm lai Nam Bộ. Tìm hiểu về gỗ chắc. Hãy cùng tìm hiểu về đặc điểm, ứng dụng của cây chắc để giải đáp câu hỏi, gỗ chắc có tốt không? Chắc có ưu điểm là gì? Đặc điểm nhận biết cây chắc. Đây là cây gỗ lớn, chiều cao khoảng 25 mét. Đường kính thân có thể tới 1 mét, gốc cây thường có bạnh vẻ. Vỏ cây nhẵn và màu xám nâu, nhiều sơ, nhiều vết đẽo dày màu vàng nhạt sau đỏ nâu. Cây có nhiều cành. Các cành non mảnh nhẵn, lốm đốm nốt sần. Lá kép lông chim một lần mọc cách, dài chừng 15-20cm. Cuống lá dài tầm 10-17cm, mang từ 7-9 lá chét. Lá chét có hình trái xoan với đầu nhọn dần, mũi lồi ngắn. Hoa có hình chùm hoặc sim viên trùy ở nách lá. Đây là hoa lưỡng tính, đài hợp gốc, tràng hoa màu trắng. Quả đậu mỏng, dài chừng 5-6cm, rộng 1cm, mang tầm 1-2 hạt màu nâu. Hạt nổi gồ ở quả. Cây chắc phát triển tương đối chậm. Khi nhỏ thì chịu bóng, và lớn lên ưa sáng. Sự phân bố của chắc. Loài cây này xuất hiện tại một số quốc gia, Campuchia, Lào, Thái Lan, và Việt Nam. Tại Việt Nam, cây mọc rải rác ở Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trở vào Nam, nhưng nhiều nhất là ở Kon Tum, Đắk Tô, Sa Thầy. Chắc thuộc nhóm nào? Trong bảng phân loại gỗ ở Việt Nam, thì gỗ chắc được xếp vào nhóm một nhóm gỗ quý hiếm, với vân gỗ đẹp, mang lại giá trị kinh tế cao, và được xếp chung với các cây gỗ quý khác nhau như bằng lăng cườm, giáng hương, muồng đen, cẩm lai, cẩm liên, cẩm thị. Có bao nhiêu loại gỗ chắc? Trên thị trường hiện nay, chắc phổ biến và thông dụng nhất là 6 loại sau: chắc đỏ, chắc đen, chắc Nam Phi, chắc vàng, chắc xanh và chắc dây. Chắc đỏ. Chắc đỏ là loại cây gỗ lớn, có vỏ nhẵn màu nâu nhiều sơ, các vết đẽo dày có màu vàng nhạt sau này thành đỏ đậm. Đây là loại gỗ quý hiếm và có số lượng khan hiếm trên thị trường. Chắc đỏ có chất gỗ chắc nịch, cứng, đặc biệt từ thớ gỗ tỏa ra mùi thơm nhẹ và có sức lan tỏa xa. Với dòng gỗ này, người ta sản xuất và cho ra đời sản phẩm nội thất với màu sắc khác nhau, góp phần mang lại sự sang trọng cho không gian. Đường kính từ 20cm sẽ có giá dao động từ 200-500.000 trên kg. Còn các loại kích thước lớn, ván rộng từ 30-50cm, giá vào chừng 1 triệu đến hàng chục triệu đồng. Chắc đen. Chắc đen là loại cây gỗ có chiều cao lên đến 15 mét, thân có nhiều gai to, vỏ mỏng, nhẵn. Cây phân bố nhiều ở khu vực Quảng Bình trở vào, và thường được gọi là chắc ta. Đây là loại chắc có màu đen, hiện đang được ưa chuộng và có giá trị hơn cả chắc đỏ. Chắc đen bóng, cứng và chịu được va đập cao. Giá chắc đen được tính bằng kg. Hiện nay mức giá dao động từ 600.000 đến 1,4 triệu trên kg. Chắc xanh. Đây là loại gỗ thuộc nhóm quý hiếm. Khả năng chịu va đập cao hơn so với các loại chắc khác. Đặc biệt, chắc xanh còn có thể xua đuổi côn trùng nhờ có mùi thơm. Khi để gỗ trong bóng tối, chúng sẽ có màu xanh ngọc bích. Vân gỗ đẹp, khi có ánh sáng chiếu vào, gỗ có thể chuyển thành nhiều màu. Đây là loại gỗ với khả năng chống mối mọt cao, vì thế, được dùng sản xuất các sản phẩm nội thất. Với nhu cầu cao, trên thị trường, chắc xanh loại tốt và đẹp, nên giá thành lên đến 10 triệu trên kg. Chắc Nam Phi. Chắc Nam Phi là loại chắc được nhập khẩu từ các khu rừng ở khu vực châu Phi. Chắc Nam Phi thì không có tinh dầu, không có mùi thơm nhưng lại khá cứng, nặng và vân gỗ đẹp. Tuy nhiên, nhược điểm của loại gỗ này là tôm gỗ do hay nứt nẻ, độ bền thấp hơn các dòng chắc khác. Vì mới du nhập vào thị trường Việt Nam, giá chắc Nam Phi còn thấp, chỉ bằng chừng 10-15% giá chắc hiện nay. Chắc vàng. Chắc vàng là loại chắc có màu vàng, dù không đắt và giá trị kinh tế cao như chắc đen, chắc đỏ, nhưng đây cũng là loại chắc vô cùng quý hiếm. Tại Việt Nam, cây chắc vàng mọc nhiều ở các khu vực thuộc Kon Tum, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị. Chắc vàng để lâu xuống màu sẫm. Độ bền gỗ cao, vân đẹp và khả năng chịu lực lớn. Hiện nay, gỗ nguyên liệu thường dao động ở mức từ 500.000 1 triệu đồng trên 1 kg và tùy thuộc theo kích thước và tuổi thọ của gỗ. Chắc dây. Chắc dây là loại gỗ sống tựa vào thân cây to khác để phát triển. Bởi vì cây thuộc họ nhà thân leo, nên chắc dây phát triển chậm hơn. Do kích thước hạn chế, vậy nên chắc dây có giá không cao bằng chắc đen hay chắc đỏ, chắc vàng. Nhưng, đây cũng là loại chắc quý, với độ bền cao, đặc biệt không bị nứt vỡ trong môi trường khô hanh. Trên thị trường hiện nay, chắc dây có giá từ 100.000 đến 200.000 đồng trên kg. Giá chắc dây còn thay đổi tùy theo tuổi thọ và lõi của từng khúc gỗ. Ưu điểm của chắc. Chắc là loại gỗ được nhiều người ưa chuộng bởi vì chắc mang giá trị thẩm mỹ cao. Bởi vì gỗ có thớ mịn, hoa vân đẹp, cứng. Chắc ít khi bị biến dạng, mối mọt hay cong vênh. Gỗ bền theo thời gian nhờ sự cứng chắc.
Nếu được bảo quản trong nhà thì gỗ có thể tồn tại nguyên vẹn đến cả hàng trăm năm. Ứng dụng gỗ chắc. Với những ưu điểm kể trên, nên chắc rất được ưa chuộng trong sản xuất và thiết kế đồ nội thất. Chúng ta có thể kể đến một số sản phẩm như bàn ghế, tủ, sập, nội thất bằng gỗ chắc thì cực kỳ sang trọng. Thêm vào đó, gỗ còn hay được sử dụng để làm các đồ thủ công như tượng, vật trang trí cũng cực kỳ sang và đẹp. Giá của gỗ chắc. Gỗ chắc giá bao nhiêu? Gỗ chắc có đắt không? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời nhé. Hiện nay tại Việt Nam, số lượng chắc đang giảm, bởi vậy, giá gỗ cũng trở nên đắt hơn. Tuy nhiên, giá của chắc thường có tỷ lệ thuận với độ lớn hay tuổi tác của cây. Nếu như chúng càng to, càng nhiều tuổi thì chắc chắn giá của chúng càng cao. Qua những kiến thức chúng tôi chia sẻ trên có lẽ đã giúp các bạn phần nào kiến thức về gỗ chắc. Các bạn yêu mến và quan tâm đừng quên bấm đăng ký kênh để nhận thêm những video kiến thức bổ ích khác.